Vâng, em Việt xin gửi lời chào tới các bác nhà mình cùng quay trở lại với kênh mua bán và trao đổi xe đã qua sử dụng Việt Xe Chất với hotline tư vấn là 0968 22 889. Và ngày hôm nay em Việt lại tiếp tục mang tới cho các bác chúng ta tham khảo với một mẫu xe đến từ thương hiệu Toyota của Nhật Bản. Có thể nói những sản phẩm của Toyota bây giờ thực sự nó đã lột xác hoàn toàn với một cái form dáng diện mạo hiện đại trẻ trung. Đi kèm với đó thì nó còn được trang bị rất là nhiều công nghệ và tính năng. Vậy thì chất lượng chi tiết chiếc xe này nó như thế nào và liệu nó xứng đáng để các bác bỏ tiền ra sở hữu ngày hôm nay hay không? Thì em Việt xin mời các bác chúng ta cùng dành ít phút theo dõi và đánh giá tổng thể chất lượng của chiếc xe này, xem tình trạng của nó ra sao, được không ạ? Đầu tiên thì các bác có thể thấy là ở trên vô lăng của chiếc xe này thì nó cũng được trang bị đã rất là nhiều những công nghệ và tính năng rồi. Chúng ta có nghe thoại rảnh tay, tăng giảm âm lượng, điều khiển giọng nói. Ngoài ra thì đây các bác có thể thấy này, cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ lệch làn đường cũng có luôn này, ga tự động. Đấy, rất là nhiều tính năng mà các bác có thể thấy. Đó. Ngoài ra thì chiếc xe này của em thì nó mới lăn bánh được có là 2.9 chuẩn nhá. Đấy, lốp theo xe cả dàn và tất cả tình trạng máy số thì nguyên zin nguyên bản. Đấy, cam kết các bác không một lỗi nhỏ. Đấy, chúng ta có thể là yên tâm. Ở đây chúng ta có một cái màn hình tích hợp cam 360 độ này. Đấy, cam lùi, đề nổ, start stop, chìa khóa thông minh. Hệ thống điều hòa của xe thì nó được trang bị là hai vùng độc lập. Đấy, dưới là chúng ta sẽ có cần số bọc da và một cái hộp để đồ, để điện thoại ở trong này. Đấy, và các bác thấy là trên khu vực bản táp lô thì họ cũng sử dụng những vật liệu da. Đấy, bay đường chỉ tạo điểm nhấn và sờ vào cảm giác rất là êm. Đấy, và đây chi tiết nhựa bóng piano kết hợp với viền chrome ở khu vực cửa gió điều hòa. Đấy, thực sự nội thất bên trong của xe này mang tới chúng ta một cảm giác rất là hiện đại trẻ trung. Đấy, gương chiếu hậu chống chói tự động, chân nỉ đen. Đấy, xe này là nhập khẩu nguyên con từ Thái Lan nhé, và đời sản xuất là năm 2021 và có cả cửa sổ trời các bác này. Đó, rất là ok. À, những sản phẩm của Toyota thì luôn mang đến cho chúng ta một cái cảm giác yên tâm về độ bền bỉ, khả năng vận hành lành tính, chi phí vận hành sửa chữa thay thế linh kiện rẻ. Đó là ưu điểm của những sản phẩm đến từ thương hiệu Toyota. Với hàng ghế thứ hai thì các anh chị có thể thấy giúp em là nó cũng mang tới chúng ta một không gian nội thất khá là rộng rãi, đủ chỗ để các bác chúng ta có thể là ngồi được 3 người và có cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau. Và chủ nhân cũ cũng đã làm cho các anh chị cả cái lót sàn da 5D rồi các chị nhá. Các bác có thể thấy chất lượng ghế da sau quá thời gian sử dụng. Đấy, xe chạy có 2.9 thôi. Đây là các chi tiết nội thất bên trong, thực sự nó còn rất là mới. Đấy, từ cái móc khóa các bác thấy cũng rất là ánh 7 màu nhá. Ok chưa ạ? Trần này. Đấy, không một tì vết luôn, trần nỉ đen, đặc trưng của những dòng xe nhập khẩu Thái Lan. Và tiếp tục thì các bác có thể thấy đây, táp lô táp bi cánh cửa này cực kỳ là ok. Đấy, và các chị có thể thấy là mức tiêu hao nhiên liệu của cái dòng xe này nó chỉ ăn có 7 lít cho 100 km hỗn hợp, của đường ngoài đô thị con này 5.9 lít xăng. Đấy, đúng chất Toyota đúng không ạ? Vâng, rất lành và tiết kiệm nhiên liệu. À, quay trở lại với không gian hàng ghế trước thì các bác có thể thấy là xe được trang bị ghế lái là ghế chỉnh điện nhá. Đấy, và các chi tiết ghế da thì em quay gần này để các bác có thể đánh giá được chất lượng xe này giúp em. À, con này thì em Việt cam kết với các bác là còn nguyên zin nguyên bản này, từ ốc bản lề, từ cái móc khóa, từ cái tem, từ cái mát. Đây, nhập khẩu Thái Lan các bác này. Đấy, sản xuất năm 2021 nhá, nguyên zin nguyên bản từ A đến Z. Được chưa? Đó, táp lô táp bi các anh chị nhìn này, không một tì vết. Người ta đi người ta không để lại vết bẩn, cửa gió điều hòa thiết kế khá đẹp mắt. Và đây, bản lề cửa các bác nhìn cho em không tí bụi sơn nào luôn. Phải nói là nó thực sự là còn rất là tốt các bạn, và rất là tốt nhá. Đẹp xuất sắc. Và các anh chị có thể nhìn cho em này, các chi tiết này. Đó, long lanh luôn. Đấy, từ A đến Z. Được chưa? Đấy, vâng, cam kết với các anh chị ta không 1 cm keo chỉ nào nhá. Đó. Vâng. Vậy thì trước mặt các anh chị ngày hôm nay thì em Việt mang tới cho các bác chúng ta là một trong những cái mẫu xe 5 chỗ gầm cao ăn khách nhất của thương hiệu Toyota ở thời điểm hiện tại. Đó chính là một chiếc Corolla Cross. Con này của em là phiên bản 1.8V số tự động, sản xuất là năm 2021, và các bác thấy là xe mới lăn bánh có gần 3 vạn thôi. Đấy, lốp theo xe cả dàn nhá. À, phiên bản này nó được trang bị la răng là 18 inch, 4 phanh đĩa đều hỗ trợ ABS. Đấy, lốp là lốp mít hoi anh chị ạ. Đấy, và đây em quay cho anh chị ta đời lốp nhá. Đấy, để các anh chị ta có thể đây. Đấy, 2021 các bác này. Chưa? Và các bác nhìn giúp em cụm phanh bên trong nó vẫn còn sáng và nó còn nguyên vạch sơn từ trong hãng ra. Đó, rất là ok về chất lượng đúng không ạ? Đấy, và toàn bộ viền cửa kính thì các bác có thể thấy là đều lẹp chrome. Đấy, giúp cho ngoại thất xe nó thêm phần sang trọng, xe màu đen nội thất đen nhá. Bậc cửa lên xuống có. Đấy, vậy thì chúng ta có thể cùng em đánh giá chất lượng ngoại thất của xe này xem tình trạng nó ra sao được không ạ? Thì các anh chị có thể thấy là với chiếc Cross này thì chúng ta có một cái mẫu xe SUV gầm cao có thiết kế thực sự rất đẹp mắt. Đấy, nhìn nó mượt mà và tinh tế, và nhất là phần đầu xe thì các bác có thể thấy giúp em này. Đấy, họ thiết kế với những đường phẳng và các đường gân tập nổi ở phần mặt ca lăng. Đấy, và hệ thống đèn pha thì các bác có thể thấy là khá là to bản và nó kéo dài. Đấy, dọc theo lắp capo. Đấy, và xe được trang bị bóng đèn bi projector kết hợp với đèn LED định vị ban ngày. Đấy, đèn xi nhan thì nó sẽ ở đây nhá. Nó là một cái giải này khi chúng ta bật xi nhan. Đấy, và các anh chị thấy là chất lượng của nó sau thời gian phải nói là còn rất là mới. Đấy, đèn gầm là phía dưới, được chưa? Đấy, body kit này quá ok luôn. Đó, thực sự là với ngôn ngữ thiết kế mới thì những chiếc xe đến từ thương hiệu Toyota nó đã đẹp hơn và trẻ trung hơn rất là nhiều.
Con này của em thì đang kiểm dài nhá, đến tháng 4 đến tháng 8 năm 2024. Đấy, và các bác nhìn cho em này, kể cả cái phần gương chiếu hậu thiết kế cũng khá đẹp mắt. Đấy, xi nhan tích hợp trên gương và viền chrome. Được chưa? Tay nắm cửa thì đang được bọc chrome và có cảm biến khóa mở đây. Đấy, chủ nhân cũng rất cẩn thận đấy, bọc thêm các chi tiết chrome này để cho các chị chúng ta nắm vào nó đỡ bị xước sát trong cái quá trình chúng ta sử dụng, đúng không ạ? Đấy, và một chiếc xe form dáng đẹp, trang bị nhiều công nghệ và nhiều tính năng, độ an toàn và khả năng vận hành rất là bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Ở phần đuôi phía sau thì các anh chị có thể thấy là chúng ta có đuôi gió này, tích hợp đèn phanh trên cao. Đấy, và gắn mưa kính phía sau nhé, và đèn hậu thì các bác này. Đấy, nó cũng được kết hợp những giải đèn LED và đèn bóng đèn halogen ở bên trong. Và các bác có thể chất lượng cái đèn của nó theo thời gian, đẹp long lanh luôn. Không một tí vết nhá. Đấy, và Corolla Cross và phiên bản 1.8V. Đấy, nó bản này nó chỉ thua mỗi bản HEV thôi, có nghĩa là bản hybrid, được chưa? Và phía dưới là chúng ta sẽ có lipo thể thao và cảm biến cảnh báo va chạm. Đấy, và em mở luôn các bác cái cốp này. Đấy, để các anh chị thể thấy. Và cốp sau xe thì rất là rộng dài, đủ chỗ để các anh chị chúng ta có thể mang theo vài cái vali. Và chủ nhân cũng rất cẩn thận khi làm thêm các bác những cái lót da này. Các bác bóc này ra thì nó như mới tinh nhá. Đấy, trên này chúng ta có một cái tấm này kéo ra thì các bác có thêm cái chỗ để đồ, những đồ nhẹ nhàng. Đấy, đồ zin nguyên bản các bác nhìn cho em này. Đấy, từng cái vết đinh tán này. Đấy, từng lốc chưa vết vặn luôn. Đó, mua được những xe như này các bác cảm thấy nó rất là yên tâm. Và đây, lốp dự phòng phía dưới này. Thì các bác phải thấy là đồ đặc kích thay thế người ta chưa sử dụng một lần nhá, và lốp dự phòng này. Đấy, nguyên vạch sơn đánh dấu, được chưa ạ? Tất cả đồ đặc kích thay thế nguyên zin nguyên bản và chưa một lần sử dụng các bạn, chưa một lần sử dụng. Đấy, cốp các chi tiết nhựa này. Đấy, phải nói rất là đẹp. Con này thì Việt bao check test toàn quốc nhá. Các bác có thể là đem đi check hãng thoải mái trước khi mà chúng ta giao dịch để các anh chị ta cảm thấy yên tâm khi mà các bác tin tưởng lựa chọn sản phẩm của bên em. Đấy, bao check test thoải mái và các bác cứ mang ra hãng mà test giúp em. Đấy, xe nguyên zin nguyên bản. Và đây nội thất bên trong, hàng ghế thứ hai, hàng ghế phụ này. Đấy, em quay bên này luôn này để cho các bác có thể nhìn và đánh giá. Đây, từ cái móc khóa này. Đấy, từ nóc nhá. Đấy, tất cả các chi tiết các bác nhìn cho em này. Đó, đẹp long lanh luôn. Ok chưa ạ? Đấy, các chi tiết nội thất. Quay rất là kỹ luôn để cho các bác nào ở xa các anh chị chúng ta có thể thông qua cái clip của em mà có thể đánh giá được cái chi tiết chất lượng cho xe này nó như thế nào. Đấy, con này phải nói là rất là ok các bạn. Đây. Vâng, vậy thì nội thất và ngoại thất xe các bác đã thấy ok chưa? Bây giờ thì em sẽ mở lắp capo và chúng ta đánh giá tới cái nội thất khoang động cơ, xem tình trạng hoạt động của chiếc xe nó ra sao sau qua gia dụng, đúng không ạ? Vâng, vậy thì đây là khoang động cơ với cỗ máy 1.8 đến từ chiếc Corolla Altis Touring Cross. Đấy, và giống như là máy của chiếc Altis thôi. Đấy, nhưng các bác có thể thấy máy của này rất là mới đây. Đấy, tất cả từ nóc các bác nhìn ra vẫn còn ánh 7 màu nhá, và không một vết vặn, keo đuôi chuột. Và máy đang nổ đấy, nhưng các anh chị để thấy là máy nổ rất là êm. Đấy, và các chi tiết các bác có thể thấy là nguyên zin nguyên bản nhé. Đấy, và như em nói là các bác nào mà chưa yên tâm về chất lượng thì các bác có thể là đem đi check test một lần nữa trước khi chúng ta giao dịch phần đầu răng này. Đấy, các chi tiết các bác nhìn về. Đó, tất cả còn nguyên vạch sơn này. Đó, như này thì các chị đã cảm thấy yên tâm về chất lượng chưa? Đó, bao zin nguyên bản cho các bác từ A đến Z nhé. Đấy, không một lỗi nhỏ. Vâng, mà thì chất lượng chi tiết của chiếc Corolla Cross các bác đã có thể đánh giá được rồi đúng không ạ? Mà mức giá em Việt đã chào bán cho chiếc xe này ngày hôm nay là 795 triệu và còn có thể thương lượng được. Quý anh chị chúng ta yêu mến và quan tâm thì xin mời các bác chúng ta trực tiếp nhấc máy và alo cho em Việt theo hotline là 0968 22 859 để nhận được sự hỗ trợ tư vấn chi tiết về những thủ tục mua bán sang tên đối chủ với chiếc xe này, được không ạ? Và một lần nữa thì cảm ơn anh chị đã cùng dành một chút thời gian theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Chúc anh chị một ngày mới thật vui vẻ và ấn một nút đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm mới nhất sẽ có mặt tại kênh YouTube Việt Xe Chất các anh chị nhé.